Văn Quyết bị báo cáo có hành vi thúc trỏ vào trợ lý trọng tài. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã rút thẻ đỏ cho Văn Quyết sau khi kết thúc trận Bình Định và Hà Nội vào tối 17 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, Văn Quyết có hành động thúc cùi trỏ và người trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Hành vi phi thể thao của Văn Quyết diễn ra sau khi trận đấu kết thúc và trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ cho đội trưởng Hà Nội FC. Trợ lý Nguyên Thanh cảm thấy khó thở và cần được cho uống nước để hồi phục vì bị Văn Quyết thúc trỏ vào ngực. Trao đổi với phóng viên sáng 18 tháng 4, một thành viên của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội xác nhận về hành vi của Văn Quyết. Chuyện đó ai cũng thấy, bây giờ mọi việc cứ để ban tổ chức lên tiếng bởi sự việc đã được làm báo cáo. Cách đây 7 năm Văn Quyết cũng có hành động phi thể thao trên sân nhà của Khánh Hòa. Văn Quyết đã xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh và bị cấm thi đấu 5 trận. Văn Quyết không được gọi vào đội tuyển quốc gia và không thể góp mặt trong danh sách tranh quả bóng vàng năm đó. Với hành vi phi thể thao của Văn Quyết, tổ trọng tài đã làm báo cáo do lần thứ hai tái diễn chuyện xâm phạm thân thể trọng tài. Ở trận đấu tối qua bình định đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-0, Rafelson mở tỷ số ở phút 44. Ở hiệp 2, Hà Nội FC chỉ cần 4 phút để gỡ hòa từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Văn Quyết. Luca bật lên đánh đầu đưa bóng cột dọc đi vào lưới Bình Định. bàn thắng này quá khó cho thủ môn Văn Lâm có thể cứu thua. trận đấu tiếp tục có thêm ngã rẽ khi Quan Văn chuẩn phạm lỗi với Raefelson trong vòng cấm địa. sau đường truyền bên cánh phải của Huỳnh Tiến đạt trọng tài cho Bình Định hưởng phạt đền và Raefelson nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 61. đến phút bù giờ thứ ba Raefelson hoàn tất cú hat-trick vào lưới Hà Nội FC từ pha phản công nhanh, Cao Văn Triển mở bóng tốt cho Ra Fenson có cơ hội thuận lợi đánh bại Văn Chuẩn. Thắng Hà Nội FC 3-1, Bình Định vươn lên vị trí thứ 3 với 13 điểm. Thanh Hóa dẫn đầu V-League 2017 với 17 điểm, trong khi Hà Nội FC xếp thứ 2 14 điểm do nhận trận thua đầu tiên.